Chào anh em nhá, chào mừng đến Viêm Giang Bình. Trước khi để nói về cái chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình có một cái tin rất là vui muốn chia sẻ đến với các anh em. Đó là mình vừa quyết định thay cái bóng đèn này. Bởi vì cái đèn này ấy, nó chỉ có một cái màu vàng mà thôi, cho nên là gần một năm nay mình suốt ngày mình bật lên mình chỉ nhìn thấy nó có một màu thì lâu dần nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là đơn điệu, rất là cảm thấy nhàm chán, cho nên là mình vừa quyết định mua một cái đèn mà nó có nhiều màu hơn. Để ví dụ như hôm nào màu vui thì mình để cái màu tươi, còn hôm nào ví dụ như là toạch lô thì mình sẽ để một cái tông màu nó trầm hơn, nó thể hiện cái tâm trạng của mình kiểu như thế. Thì mới hôm nữa mới nhận được hàng, đặt trong Sài Gòn mà cho nó rẻ chứ ngoài này đắt lắm, không chơi được. Thì mấy hôm nữa anh em mà có xem video mới của mình thì tự nhiên thấy nó có một cái gì đấy nó u tối, thì anh em biết là hôm đấy mình đang buồn kiểu như thế. Còn quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về Chanel Hoa Baccarat Rouge 540, nhưng mà không phải là review mà là mình muốn chia sẻ đến với anh em nào mà có chót yêu thích mùi hương này đó, thì mình sẽ gợi ý cho mọi người 5 sự thay thế mà mình cảm giác rằng nó có một cái phong cách, nó một cái style, nó có một cái gì đấy cũng có nét, mình không nói là clone nhá, mà là cái style mùi nó có cái một cái kiểu dạng như 540 đó. Và nếu như bạn nào mà có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm pim pim để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với Baccarat Rouge 540 và 5 sự thay thế nếu như chúng ta yêu thích mùi hương này. Ok, trước tiên chúng ta hãy cùng nói lại một chút về mùi hương của 540. Đây là một chai nước hoa có một cái tông mùi ngọt. Và một cái điều thú vị ở chai nước hoa này đó là nó mặc dù mùi hương của nó khá là ngọt, khá là đậm, thế nhưng nó lại lúc ẩn lúc hiện đấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy nó bùng lên, nhưng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là không hiểu nó ở đâu, không hiểu nó đang đi chỗ nào đó. Thì đấy là cái mình cảm thấy thích về 540 là ở cái điểm đó. Cho nên là mình nhớ mình đọc một cái comment của trên Base Note ấy, trên forum Base Note về nước hoa, thì có một cái comment mình rất là thích, đó là cái nick đấy người ta nói là cái mùi hương của 540 này nó giống như kiểu một cái lời thì thầm ngọt ngào vào tai ấy, kiểu như là lúc mà chúng ta cảm thấy nghe nó rất là phê nhưng mà có lúc là không nghe được một cái gì, kiểu như thế. Mình nghĩ rằng cái lời thì thầm mà ý người ta muốn ám chỉ ở đây là cái như vậy. Cho nên đấy là cái lý do mình thích chai nước hoa 540 này. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người là 5 cái sự thay thế nếu như chúng ta thích mùi hương của 540. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của ca sĩ Ariana Grande. Đây là một mùi hương clone của 540 và nó có tên là Cloud. Theo mình nhớ thì cũng có đâu khoảng 4-5 chai. Như mình biết đấy nhá, chứ mình không kết luận là chỉ có 4-5 chai. Thì ví dụ như là có chai Afnan Violet này, Mancera Instant Crush và Ariana Grande Cloud là clone, phải nói thẳng ra là clone của 540. Thì xét về độ mùi thì mình thấy cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Nhưng mà về giá thì Ariana Grande Cloud nó ở mức độ dễ tiếp cận hơn. Do vậy nếu như mà anh em nào yêu thích 540, anh chị em nào yêu thích 540 và cái mức kinh phí của chúng ta nó ở một cái không thể nào mà có thể theo đuổi được thằng F0 này, thì chúng ta có thể lựa chọn, có thể tham khảo bản F1 này. Mình thấy rằng mùi hương nó phải được tầm 7 phần giống với 540 và giải quyết được vấn đề kinh phí. Do vậy chai hoa đầu tiên đó là Ariana Grande Cloud đó. Chai hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic và nó có tên là Dark Cherry Amber. Đây là một mùi hương theo như mình nhớ đó là quả cherry dừa, nếu như mình nhớ không nhầm. Thì với cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này đó là nó giống như kiểu một cái ly kem thơm ngọt và có cái vị của quả cherry rất là thú vị. Chai nước hoa này thì mình thấy là nó thiên, mặc dù nó là unisex, chị em dùng thì mình thấy nó khoái hơn, anh em thì cứ dùng cũng được, nhưng mà chúng ta khi mà xịt chai nước hoa này chúng ta phải xác định là chúng ta nó giống như kiểu là không hẳn thiên quá về nam tính, những đừng quá là các chị em đó, mà chúng ta ở giữa, nó giống như kiểu là một cái gì đấy, một cái chàng trai mà nhìn mặc dù ở ngoài nhìn trông rất là nam tính nhưng mà cái phong cách của chúng ta nó có một cái thiên hướng nó rất là lợi tình, một cái gì đấy, nó ấy kiểu như vậy. Thì
Dactyrian Amber nó rất là hợp với anh em nào có một phong cách như thế. Và mình thấy rằng có một cái điểm mà nó có cái nét tương đồng so với 540, đó là cái vị ngọt và cái vị nó hơi phảng phất, nó vừa đủ quanh quẩn kiểu như thế. Cho nên là nếu như chúng ta thích 540 thì đây cũng là một cái gợi ý để cho các anh em tham khảo Dark Cherry Amber của nhà Banana Republic. Ok, nước hoa thứ ba đó là Dizzy Fuel for Life. Đây là một chai nước hoa 100% hoặc 101% là bị đánh giá thấp hơn so với cái năng lực thực tế của nó. Rất là đáng tiếc của mùi hương này. Nó rất là sexy, nó rất là thu hút, nó rất là dễ ghi điểm trong mắt các chị em. Thế nhưng nó giống như kiểu là một cái viên ngọc bị để ở ven đường ấy, bị đất cát, bị bụi mờ của thời gian che phủ, cho nên là không được nhiều người biết đến. Rất là đáng tiếc. Mình thấy rằng ở cái chai nước hoa này có một cái điểm tương đồng so với 540, đó là cái độ sexy. Thực sự thì độ sexy của chai nước hoa này mình đánh giá rất là cao. Mình nhớ là mình vẫn luôn khoe với anh em là mỗi lần mình xì chai nước hoa này thì đừng hỏi. Cho nên ông nào mà thích 540, thích cái sự một cái gì đấy nó hơi đưa đẩy, đong đưa, thì đây Dizzy Fuel for Life anh em cũng nên tham khảo. Đó, chai nước hoa thứ ba. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Kanner và nó có tên là Airborne. Mùi hương này là một sự kết hợp giữa vani, mật ong. Mình nói quá nhiều về mùi hương của chai nước hoa này, quá nhiều. Thực sự là phải nói là đôi khi mà chúng ta tìm được một cái mùi hương ngon ấy, nó cũng giống như là chúng ta có duyên, giống như kiểu là anh em mình mải miết đi tìm một cô gái nào đấy để mà có thể là trao thân gửi phận ấy. Thế nhưng mà nhiều khi nó đúng là chúng ta phải dùng từ duyên. Mình và đối với mình với chai nước hoa này cũng là thế. Thực sự là mình mua chai nước hoa này là mình không hề thẩm mùi. Mình tất cả là mình để dựa theo nghiên cứu, đọc cái này, đọc cái kia. Và cái thời điểm mua đấy cũng là đâu gần 3 củ ấy, cũng là phải suy nghĩ ấy, bởi vì mua gần 3 củ là mà không thẩm mùi cũng là một cái gì đấy cũng rất là ghê tay. Nhưng mà thực sự mình đến bây giờ thì quá là may mắn, quá là may mắn khi mà mình được sở hữu chai nước hoa này với một cái mùi hương không có gì để chê về từ hiệu năng, về độ bám tỏa, về độ thu hút của mùi, tất cả đều là 10/10 đối mình nhé, 10/10, không có gì phải chê bai về mùi hương của chai nước hoa này. Do vậy, thứ tư, Airborne của nhà Kenner Barcelona. Và chai nước hoa cuối cùng đó cũng là một sản phẩm của nhà MFK mà mình nghĩ rằng đó là Oud Satin Mood. Thực tế thì chai nước hoa này nó có cái nét khác hơn so với những cái chai có sử dụng mùi oud, mùi trầm, bởi vì là thực tế là mình thấy chai nước hoa này nó có cái vị ngọt và mùi hồng nhiều hơn là cái vị khô, cái vị đậm đặc, cái phong cách Trung Đông của mùi trầm. Thì chai nước hoa này nó ít hơn, nó mềm mại hơn. Và về hiệu năng, về cái độ ngọt ngào, về nói chung là về tất cả những mà chúng một người đàn ông như anh em mình cần tìm ở một cái mùi hương nó có cái sự ngọt ngào, nó có cái sự nồng nàn, nó có cái sự một cái gì đấy nó liên quan đến mật ngọt, thì đây Oud Satin Mood mình nghĩ rằng là nó đáp ứng được những cái tiêu chí đấy. Do vậy nếu như mà ai mà yêu 540 thì mình nghĩ rằng cái việc yêu Oud Satin Mood không phải là một cái vấn đề nó ngạc nhiên đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến kênh em 5 sự thay thế nếu như mà chúng ta yêu thích sản phẩm của 540. Các anh em có thể tham khảo để mà chọn lựa nếu như mà có hứng thú đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến kênh em 5 sự thay thế của sản phẩm khá đình đám của nhà MFK 540. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Còn bây giờ anh em mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.